Trả lời ai? Nếu trên trái đất này chỉ còn lại duy nhất hai người đàn ông bọn anh, em sẽ chọn như thế nào? Em có bạn trai rồi. Cảm ơn nhé. Alo. Em không ngờ anh lại nghe máy. Em chỉ muốn gọi thử xem sao. Em không làm phiền anh chứ? Không có. Sao em vẫn chưa ngủ? Ngày mai em phải về rồi, không ngủ được. Vậy hội thảo khoa học hôm nay thuận lợi chứ? Có thu hoạch được gì không? Có thu hoạch. Nhưng tiếng Anh của em tệ quá, nhiều chỗ em xem không hiểu nên không hiểu rõ được. Nhưng may mà có Dương Lam Hàn giúp em ghi chú nên em cũng có thể xem hiểu được đôi chút. Nghe có vẻ không tệ. Em có thể hỏi anh một câu hỏi không? Em hỏi đi. Tại sao anh cứ luôn không add WeChat của em? Cũng không phải nhất quyết không add, chỉ là lúc đó anh sợ em chặn anh. Tại sao em lại chặn anh chứ? Nói thật ra, anh rất sợ em không cách nào tiếp nhận con người thật của anh. Lúc đó là như thế. Bây giờ đỡ hơn một chút rồi, nhưng thật ra cũng rất lo lắng đấy. Đừng nói là anh vẫn luôn gạt em đấy nhé. Có phải tuổi tác của anh rất lớn không? Vừa già vừa xấu, đầu hói và chân có mùi. Anh không có. Em nói đùa thôi. Thực ra bao nhiêu năm như vậy rồi, em đã suy nghĩ rất nhiều lần về những chuyện có khả năng, không có khả năng. Em chỉ cho rằng, cho dù tuổi tác của anh có lớn đi nữa, vừa già vừa xấu, đầu hói chân hôi, em đều chấp nhận hết. Ai bảo em thích anh chứ? Lúc đó anh nói muốn gặp mặt, em nói em bận. Sao giờ lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi? Em cũng không biết tại sao. Hôm đó, sau khi anh gọi điện cho em xong, em cảm thấy giọng nói của anh rất quen thuộc. Mấy hôm nay em lại nghe thấy ảo giác. Em cảm thấy dường như anh đang ở bên cạnh em vậy đó. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh tặng em một bài hát. Em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Được ạ.
隔着太平洋，其实是晚上。那夜希望你梦里有一片温柔星光，有你钟爱的时光，想拥抱你的晚上，你细心把我收藏，让我不需要逞强，能分享彼此时光，共享同一片月光。想与你多漫长就走多漫长，想你在身旁就不怕天荒。Cảm ơn Đăng Anh. Vậy em mang hành lý lên trước, sau đó đến phòng thí nghiệm báo cáo. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Hôm nay hai người các em không cần đến đó đâu. Chẳng phải ngày mai tiến hành thử nghiệm trên động vật rồi sao? Thao tác thực chúng ta không thể giúp được. Vật liệu do Thanh Diệt chuẩn bị. Ngày mai chúng ta chỉ là phụ giúp thử nghiệm thôi, quan sát học hỏi. Được, rõ rồi. Tạm biệt giáo sư. Được. Về rồi sao? Về rồi. Alo, sao rồi? Tìm thấy rồi. Được được, tôi qua đó ngay lập tức. Sao? Sao vậy? Không thấy Phan Phan nữa, mới vừa tìm thấy. Mình phải đi xem thử. Vậy mình đi cùng với cậu nhé. Được, cầm túi xách giúp mình. Đừng lo lắng. Em đến giúp anh. Đừng động vào. Cũng đừng động vào cái đó. Em đã đến đây vài ngày rồi. Cái này anh không cho động vào, cái kia cũng không cho động vào. Vậy anh gọi em đến đây làm gì? Ngay cả việc cậu đến đây để làm gì, cậu cũng không biết sao? Đương nhiên em là đại diện cho trình độ cao nhất của phòng thí nghiệm chúng em đến đây tiến hành trợ giúp thử nghiệm trên động vật. Có lẽ tôi và Lam Hàn vẫn chưa diễn đạt rõ ràng. Tôi đây chỉ muốn cậu ấy cho tôi một người nào đó, ai cũng được. Chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến bên chỗ các cậu. Tôi chỉ cần một người chuyên ngành vật liệu giúp tôi quan sát tình trạng của vật liệu trước khi cấy vào và phụ trách công việc kiểm nghiệm sau khi lấy ra từ cơ thể động vật, không hề phức tạp. Sao có thể được? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy cớ gì lại bắt em đến đây? Có ca cấp cứu rồi. Đã đến lúc cậu trổ tài rồi. 5 phút sau, đặt cái này vào lồng ấp. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được mở ra, chờ tôi quay lại. Cho nên mình bị phái qua đây, khóa ra không phải vì mình quan trọng, mà là vì mình căn bản không hề quan trọng. Đứng lại. Đi đâu đó? Tôi không có mặt mũi gặp chị ấy. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi. Không được đi đâu hết. Bây giờ anh đã biết, căn bản tôi không phải là bạn trai của chị ấy. Tôi biến mất rồi không tốt sao? Anh có thể tận tình theo đuổi chị ấy, đó là chuyện của tôi. Hiện giờ cô ấy muốn tìm cậu, tôi bắt buộc phải để cô ấy tìm được cậu. Đợi đi. Ngồi xuống. Bây giờ biết không có mặt mũi gặp cô ấy rồi. Thế trước đây biến đâu mất? Sao tôi biết được chị ấy sẽ biết? Vốn tôi chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết chuyện này, sau đó quay về tìm chị ấy. Không ngờ chị ấy lấy tiền giải quyết. Cậu định giải quyết ra sao? Bán mình đi. Anh không cần phải dùng thái độ này nói chuyện với tôi, Âu Dương Y Phạm. Tôi biết anh xem thường tôi, nhưng ít nhất tôi mạnh hơn anh. Tôi dám dứt khoát bước ra theo đuổi người tôi thích. Còn anh, rõ ràng anh thích chị ấy vô cùng.
Vậy sao phải đeo trên người bộ dạng cà lơ vất vơ này? Anh còn không bằng tôi. Cậu nói gì? Anh có biết tại sao Quang Tử Úc không thích anh không? Anh quá trẻ con rồi. Nhóc con xấu xa cậu nói ai hả? Ô Dương Y Phạm, anh làm gì thế? Bọn tôi đùa giỡn nhau tí thôi. Hai người trò chuyện đi. Tôi ra ngoài hít thở một chút. Cảm ơn nhé. Đừng khách sáo. Sao rồi? Em cũng cho rằng anh rất ấu trĩ sao? Không có, sao có thể chứ? Có phải bây giờ anh rất muốn biết bọn họ đang nói gì trong đó đúng không? Có liên quan gì đến tôi chứ? Tiêu Tiêu, xin lỗi. Cậu không cần nói xin lỗi với tôi. Cậu không có điều gì khác muốn nói sao? Tiền em sẽ nhanh chóng trả lại chị. Cái tôi muốn nghe không phải là cái này. Chuyện máy tính, mặc dù bọn bạn Lý không truy cứu, nhưng trong lòng em vẫn lưng cấn. Hôm qua em đã gửi email cho trường nói rõ tình huống. Chắc có lẽ sẽ bị đuổi học. Đuổi học? Không phải. Chuyện lớn như thế, sao cậu không bàn bạc với bạn bè? Có gì phải bàn bạc chứ? Sai thì chính là sai rồi. Nếu lần này không bị phạt, thì lần sau chắc chắn sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Em không muốn như thế. Xem như đây là giáo huấn của bản thân. Sau này cậu định làm gì? Sau này em có dự định gì? Chị không cần biết. Chị cũng không cần cảm thấy áy náy. Hoa là do em muốn tặng. Thích chị cũng là ý kiến của bản thân em. Tất cả đều là em tự làm tự chịu, không liên quan gì đến chị. Lời này của cậu có ý gì? Muốn phủi sạch quan hệ với tôi sao? Cảnh Phan Phan, chúng ta là bạn bè. Tôi muốn đứng trên lập trường của bạn bè. Đứng trên lập trường của bạn để làm gì đó cho cậu. Chị đã làm rất nhiều thứ cho em rồi. Đừng quan tâm đến em nữa. Nói chuyện xong rồi. Nói toạc ra rồi. Không thể như thế. Cậu ta vẫn nợ tiền cô đó. Bữa tiệc tối tuần sau của tập đoàn SB, anh cũng đi đúng không? Có bạn gái đi cùng chưa? Tạm thời chưa có. Nhưng cô cũng biết tôi đây có rất nhiều lựa chọn. Tôi cũng không có bạn trai đi cùng. Hay là chúng ta ghép thành một cặp đi? Nếu vậy còn các cô gái khác, vậy thì thôi đi. Đừng mà. Nhìn thấy tâm trạng của cô không tốt, vậy để quyết định vậy nhé. Thanh Diệt, đàn anh về rồi. Dọa em hết hồn. Cậu sao thế? Sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Em không có gì cả. Tế bào không xảy ra chuyện gì chứ? Thật sự em chỉ muốn nhìn một cái thôi. Em không thể giống như một vật trang trí ở đây nhiều ngày như thế. Em cũng phải học được gì đó. Tránh ra. Có phải cậu đã mở hộp nuôi cấy ra rồi không? Em thật sự chỉ muốn nhìn một cái thôi. Không ngờ nó trơn như thế. Vừa đụng cái là rớt ra rồi. Nhưng em đã nhặt lên liền rồi. Rớt ở trên cái bàn sạch sẽ kia, không có rớt xuống đất. Hay là anh xem thử xem. Nói nó không chừng không có việc gì đâu. Nếu đã không có chuyện gì, sao còn lại hoảng hốt như thế? Thông báo với mọi người, hủy bỏ buổi thử nghiệm ngày mai.
đàn anh. Xin lỗi. Cậu không cần xin lỗi tôi. Người cậu phải xin lỗi là mọi người ở phòng thí nghiệm. Còn có bác sĩ Lý, cùng với tất cả những bệnh nhân đang chờ đợi vật liệu mới này. Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai, nuôi cái tế bào mới cần thời gian bao lâu. Chỉ vì sự tò mò của bản thân, lòng hiếu thắng nhất thời của bản thân, toàn bộ những thứ này đều phải làm lại từ đầu, cậu có biết không? Về rồi sao? Thăm Quyến vui không? Bác sĩ Lý, tôi xin lỗi. Tôi đã khiến cho tế bào bị nhiễm khuẩn rồi. Cậu cầm như thế này, sao không nhiễm khuẩn cho được? Quy tắc của phòng thí nghiệm người khác không hiểu, lẽ nào cậu cũng không hiểu sao? Thật sự xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng gì chứ? Thật sự không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Còn có cậu. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người các cậu trong phòng thí nghiệm của tôi nữa. Đi đi. Cút. Đàn anh, em đi nói rõ với bác sĩ Lý, là do em làm. Ai làm cũng giống nhau cả, không thể thay đổi sự thật là tế bào đã nhiễm khuẩn. Cậu nói rồi thì sao, có ý nghĩa gì không? Nhưng mà, cậu ta giận thì giận, nhưng cậu ta cũng sẽ xử lý ổn thôi. Đàn anh, một thằng con trai như cậu, ở đây lải nhải cái gì? Tại sao? Alo, Lam Hàn, giáo sư, có chuyện gì sao? Bây giờ em đang ở bệnh viện, tế bào bị nhiễm khuẩn rồi. Sao cơ? Sao lại như thế? Có phải là tên nhóc Trác Thanh Diệt làm không? Bảo cô ta ngay lập tức cuốn gói cho thầy. Học phần của học kỳ sau cũng đừng nghĩ đến nữa. Không phải cậu ấy, là em. Tính chất của sự việc này rất nghiêm trọng. Cho dù là em đi nữa, cũng không thể cho qua như thế. Thầy sẽ báo cáo với lãnh đạo trường. Em đợi nhận xử lý đi. Em biết rồi. Tôi không phải thánh nhân. Hơn nữa ở giai đoạn mấu chốt này, tôi cũng không hy vọng bất kỳ ai của phòng thí nghiệm bị điều động đi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của phòng thí nghiệm. Cho nên nếu như cậu không muốn bị khai trừ, thì chuyện này nhất định cậu phải nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối không được tái phạm lần nữa. Em hiểu rồi. Tôi biết trong lòng cậu rất khó chịu, rõ ràng cũng muốn đi thăm Quyến với chúng tôi, nhưng lại bị tôi sắp xếp đến chỗ bác sĩ Lý làm việc vặt. Nhưng cậu có suy nghĩ thử, tại sao tôi lại làm như thế? Bởi vì tuổi em còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, cũng không phải là người quan trọng của phòng thí nghiệm. Không, hoàn toàn ngược lại. Bởi vì cậu rất quan trọng. Giáo sư Tưởng nhắc riêng cậu với tôi không chỉ một lần, thầy ấy khen cậu trẻ tuổi, thông minh, có thiên phú, nên tôi cũng hy vọng có thể bồi dưỡng cậu thành tài. Vì thế tôi cũng hy vọng cậu biết quý trọng tài năng của mình, chứ không phải là tự cao tự đại, chỉ biết nói mà không biết làm. Do đó thay vì tham gia hội nghị khoa học ở Thâm Quyến, tôi thấy đến chỗ bác sĩ Lý học tập một số điểm cơ bản mới cần thiết và quan trọng hơn với cậu. Em hiểu rồi. Cảm ơn đàn anh. Trước đây cậu đều gọi tôi là đại thần. Cảm ơn đại thần. Phần mới của chúng ta cuối cùng sẽ được dùng trên cơ thể người, cho nên trong tất cả các thử nghiệm trên động vật, thử nghiệm quan trọng nhất là thử nghiệm động vật trên loài linh trưởng. Đối tượng thử nghiệm lần này của chúng ta là khỉ của sở thú được đưa đến từ thành phố bên cạnh, nó tên là Chui. Tim của nó bị vôi hóa nghiêm trọng. Thử nghiệm trên động vật ở giai lần trước của chúng ta vì tế bào bị ô nhiễm nên không thể không kéo dài thời hạn. Tình trạng hiện giờ của Chui rất không lạc quan, vậy nên chúng tôi cũng dự định trực tiếp tiến hành thử nghiệm trên động vật thuộc loài linh trưởng. Tôi đã tiến hành quét hình học tim của Chui rồi, dựa theo đặc tính kết cấu của nó làm xong tên van này. Bây giờ điều chúng ta cần làm chính là lấy tế bào tiến hành trồng cấy và nuôi dưỡng. Vậy vừa rồi chính là tình hình hiện tại của chúng ta. Vậy chúng ta cùng cố gắng, tiếp tục cố gắng nhé. Được, được, được. Không biết tại sao, nhìn thấy Zoe nằm ở đây, lại khiến em nhớ đến bà ngoại em. Đến bây giờ, em cũng không dám tin. Cũng không phải là không dám tin. Chính là em căn bản không tin tế bào nhiễm khuẩn, loại sai lầm này sẽ xảy ra trên người anh. Em cảm thấy tại phòng thí nghiệm của chúng ta, nếu thực sự bắt buộc phải có một người phạm phải sai lầm này, chắc chắn phải là em.
Em sẽ không đâu. Là anh quá bất cẩn rồi. Đúng rồi. Em nghe nói bên phía viện khoa học Trung Quốc có một viện nghiên cứu động vật ở Vân Nam. Em nghĩ là anh biết em muốn nói gì. Thực ra anh đã xin xong tài nguyên thử nghiệm rồi. Nhưng trước đó anh vẫn hy vọng có thể chữa khỏi cho Zoe trước. Zoe, kiên trì thêm một chút nhé. Có lẽ sẽ khá vất vả, nhưng mà mày phải tin là mày sẽ khỏe lại nhanh thôi. Đợi mày khỏe rồi, tao đưa mày ra ngoài chơi, ăn đồ ngon, có được không? Em cảm thấy nói một vài lời khích lệ nó chắc chắn sẽ có tác dụng. Có tác dụng đó. Chụp bức ảnh đi. Zoe, tao chụp ảnh, ghi lại dáng vẻ dũng cảm của Zoe của chúng ta. Bạch Đăng Lăng, à thì thứ sáu em rảnh không? Sao vậy? Thì là mẹ anh tổ chức một bữa tiệc tối, bà ấy hy vọng anh nhất định phải tham gia, nhưng anh thiếu một người bạn cặp. Tiệc tối? Có phải là bữa tiệc mà Quang Tiêu Úc đi không? Đúng. Nếu là tiệc tối thì có phải khiêu vũ không? Thường là có. Nhưng em cũng có thể không nhảy. Không có quy định cứng nhắc lắm đâu. Là thế này. Bởi vì em có bạn trai rồi, vì nên em cảm thấy em cùng với chàng trai khác tham gia hoạt động như thế này không thích hợp cho lắm. Đúng. Nhưng mà bên phía em có một người em cảm thấy cũng không tội. Nếu như anh thấy không sao, em có thể đưa người đó cùng đi. Không sao cả. Anh còn chưa biết người em giới thiệu cho anh là ai. Anh đã nói là không sao. Dù sao thì anh chỉ thiếu một người bạn cặp thôi mà. Cảm ơn nhé. Không đâu, cảm ơn em nhé. Em nghe con trai nói tối nay nó sẽ đưa bạn cặp đi cùng. Cũng không biết cô gái này là ai. Vậy tám phần chính là cô bé tên là Bạch Lăng Lăng kia rồi. Bạch Lăng Lăng? Bạch Lăng Lăng là ai? Không phải chứ. Anh nhớ là anh nói với em rồi mà. Không phải sao? Khoảng thời gian trước anh đi thăm Quyến tham gia hội thảo học thuật. Không phải anh nói là anh dâng tiền đi thăm con luôn sao? Kết quả sáng sớm ra thằng bé đi ra từ phòng của con bé kìa. Ông xã, em sắp được làm mẹ chồng rồi. Thả ra. Em đây là, em xin lỗi. Làm mẹ chồng thì em hại chết anh làm gì? Em kích động quá, em xin lỗi. Không sao chứ. Em cũng không tuyển con rể. Anh mau nói đi, suốt cuộc chuyện này là thế nào? Nói gì chứ, anh sao biết được chuyện trong phòng thằng bé? Chỉ là anh nhìn một cái là biết thằng bé thích cô gái kia. Thật sao? Đi thôi ông xã, không đeo chiếc cà vạt này nữa. Chúng ta thắt chiếc cà vạt khác đi. Thắt chiếc đẹp trai hơn. Cái này tốt mà, cái này. Đi chậm một chút. Anh đừng chắn tôi. Tôi còn có việc quan trọng phải làm. Tôi đâu có chắn cô. Tôi ăn đồ ăn mà. Chắc là vẫn còn một chút vấn đề. Những vấn đề này đều không lớn, nhưng có lẽ sẽ có một vài chi tiết cần phải chỉnh sửa. Giám đốc Ngụy, lâu rồi không gặp. Không được đi theo tôi. Bạn cặp gì chứ? Còn không bằng chọn bừa nữa. Chỉ có mình anh à?
Bạn cặp của anh đâu? Không phải là anh Lâm Trần bỏ chạy, không hẹn người ta đó chứ? Anh cũng không để ý đến em. Xin chào, tôi là Thôi Tịnh. Xin chào. Đồ giao nhanh, anh Âu Dương gửi cô. Phiền cô cung cấp mã nhận hàng 883929. Được, không sai sót gì. Xin hãy ký tên. Cảm ơn nhé. Đừng khách sáo. Tạm biệt. Đàn anh. Anh muốn thực ra đi trước đây. Căng thẳng không? Lâu lắm rồi bà chưa tham gia tiệc tối như thế này. Đừng căng thẳng. Người bên cạnh con trai anh chính là Bạch Lăng Lăng mà anh nói hả? Không phải Bạch Lăng Lăng. Vậy chuyện gì vậy? Anh đi hỏi thử xem. Thôi bỏ đi bỏ đi. Để em đi cho. Lâm Hằng. Mẹ. Bà ngoại giới thiệu với bà một chút. Đây là mẹ cháu. Mẹ, đây là bà ngoại của đàn em Bạch Lăng Lăng của con. Hóa ra cô là bà ngoại của Lăng Lăng à. Bà ơi, xin chào xin chào. Cháu là mẹ của Lâm Hằng. Cháu tên là Cung Lê Nhạn. Giám đốc Cung xin chào. Tôi vô cùng vinh hạnh được đến tham gia bữa tiệc như thế này. Không ngờ bữa tiệc được tổ chức tốt thế này. Đâu có. Chỉ cần cô dâu vui vẻ, giờ thỏa thích thôi. Cần nghe bài hát nào, cháu sẽ bảo ban nhạc chuẩn bị cho cô. Được, có yêu cầu gì thì trực tiếp nói với Hằng Hằng. Tôi thực sự vô cùng thích những bài hát này. Thế thì tốt quá rồi. Thế này đi, vậy cháu đi tiếp đãi khách trước đây. Hằng Hằng, con tiếp đãi chu đáo nhé. Không thành vấn đề. Tạm biệt. Được. Vừa nãy khi bà vào cửa, tim vẫn luôn đập thình thịch, chỉ sợ người ta đuổi bà ra ngoài. Kết quả không ngờ, một lãnh đạo lớn như mẹ cháu nói chuyện lại hòa nhã như thế. Hơn nữa, vừa nãy bà đã quan sát kỹ rồi, hai người rất giống nhau, đều là người có gen đẹp. Bà ngoại, bà cũng là người đẹp mà. Lăng Lăng đi đâu mất rồi? Sao cả nửa ngày rồi? Liệu có phải lạc đường rồi không? Đúng vậy, hay là... Bà ngoại, bà ngồi đây đợi cháu. Cháu đi tìm cô ấy thử xem. Được, cháu sẽ quay lại ngay.
có vui không? Giám đốc Sử xin chào, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Hằng Hằng, thế nào rồi? Tối nay có kế hoạch gì? Kế hoạch gì chứ? Một sự kiện hoành tráng như thế này, không tỏ tình sao? Anh nghĩ mà xem. Cô ấy đã không ghét anh như trước nữa rồi. Anh cũng đã làm xong bước đệm rồi, có đúng không? Vậy nên, chúng ta chỉ thiếu một thời cơ để nói rõ tất cả thôi. Cơ hội tối nay chỉ có thể gặp mà không thể mong. Nói anh yêu em trước mặt toàn thế giới, tất cả các cô gái đều sẽ không từ chối đâu. Thật ư? Nhưng mà anh chưa chuẩn bị gì cả. Giao cho em. Vậy được rồi. Cố lên. Cố lên. Đăng Anh. Đăng Anh. Ở đây. Sao em lại trốn ở đây? Bên trong sắp bắt đầu rồi. À thì em có chút không thoải mái. Em muốn đi về trước. Em muốn đi về trước. Đương nhiên là không được rồi. Sao thế? Bà ngoại còn ở bên trong. Em biết. Bà ngoại hôm nay chắc là bà ngoại không thể khiêu vũ được rồi. Thôi bỏ đi. Em nói với anh vậy. Vừa rồi em lại nhìn thấy bố em rồi, và cả người phụ nữ kia. Vậy nên em nghĩ, lát nữa liệu anh có thể đón bà ra đây không? Em hiểu tính cách của bà ngoại em. Nếu như bà nhìn thấy bọn họ, cảm xúc chắc chắn rất kích động. Sức khỏe hiện tại của bà. Em đợi anh ở đây. Anh đón bà ra nhé. Thật sự phải đi sao? Nhưng vừa nãy anh thấy bà ngoại ở bên trong rất vui vẻ. Bây giờ đúng là bà vui vẻ. Một lát nữa gặp được thì sẽ không vui nữa đâu. Chủ biên Đường, mong được gặp mặt vào lần tới. Được, hẹn ngày khác nhé. Chủ biên Đường. Giám đốc Mã, xin chào, lâu rồi không gặp. Đúng vậy. Gần đây thế nào rồi? Gần đây đang phát triển ở Quảng Đông, vậy sao? Nào nào nào, tôi giới thiệu cho anh một người bạn. Mẹ. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Nơi anh có thể đến, chúng tôi cũng được đến sao? Ý con không phải thế. Mấy năm nay, mẹ sống có tốt không? Sống tốt lắm. Tạm thời chưa chết được, mẹ đừng như thế. Thực ra, từ sau khi mẹ của Tiểu Nặc qua đời, con vẫn luôn rất lo cho mẹ. Con biết là mẹ không muốn nhìn thấy con, vậy nên con cũng không đến nhà thăm mẹ. Về điều này cũng tự biết mình đó. À đúng rồi, mẹ. Tiền con bảo anh họ đưa cho mẹ, mẹ nhận được chưa? Tiền gì cơ? Tôi chưa từng tiêu đồng tiền nào của anh. Không phải chứ,
Con, được rồi. Hôm nay tôi tìm anh đến không phải để ôn chuyện cũ. Tôi muốn cầu xin anh một việc. Mẹ đừng nói cầu xin. Mẹ có việc thì cứ nói. Lăng Lăng đến rồi. Lát nữa, cho dù anh có nhìn thấy con bé thì cứ coi như không nhìn thấy. Con bé có lòng tự tôn rất cao. Tôi không muốn để con bé khó xử trước mặt nhiều người như thế. Càng không muốn để người trên toàn thế giới đều biết con bé có một người bố không thích con bé. Mẹ! Lời này của mẹ là sao vậy? Đừng chê lời bà già tôi, nói khó nghe. Coi như tôi cầu xin anh đó. Lời bà ngoại nói, chắc ông cũng nghe thấy rồi. Cứ coi như chưa từng gặp chúng tôi đi. Đi thôi. Các anh chị em, những người bạn cả cũ cả mới, thân yêu nhất của tôi, chúc mọi người buổi tối an lành. Được, được. Tôi vô cùng vui khi mọi người có thể đến tham gia bữa tiệc của tập đoàn. Trong những năm vừa qua, may nhờ có sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người, tại đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với mọi người. Vậy nên, hy vọng tối nay mọi người có thể chơi vui vẻ, chơi thỏa thích. Hôm nay chúng ta đến đây là để tìm niềm vui. Cười một cái nào, cười một cái nào. Thế này xin biết bao. Thế nào, bây giờ đi luôn sao? Không đi nữa. Vậy thì tốt quá. Mẹ cháu vừa mới phát biểu xong, điệu nhảy đầu tiên sắp bắt đầu. Xin hỏi cô là Bạch, Bạch Lăng Lăng sao? Có một ông họa sĩ muốn tôi đưa cái này cho cô. Cảm ơn, dân. Bố đi trước đây.
Con và bà ngoại đừng không thoải mái, chơi thỏa thích đi. Bố. Time.